Rồi xuống quay phim rồi, rồi quay phim. Xuống đi. Xuống đi xả xì chét cái. Gần như là không. Người ăn được mà sao chuột không ăn được? Cơ bản là không thích không phải không ăn được. Nhưng mà ăn thì lỡ cho cái nào tươi ăn mới ngon. Thế như là tươi ngon là khó, như cái này là rất là. Cái này là khi khai thác là cứ cho vô dây chuyền thường nhiệt và ép nó lấy dầu. Phải chứ không phải nào. Đó rồi chứ. Đó là nhà máy hồi sáng đi ngang qua, đó là nhà máy chế biến mũ cao su. Còn cái nhà máy cọ dầu thì đang. Hồi giờ thì mình chưa trồng, nhưng mà theo kinh nghiệm của mấy ông bên Ba Lai, em nói là 3 năm mới ra quả. Đây nó ra sớm, cho nên cái kế hoạch xây nhà máy mà hôm nay mình có đầu xây thì cuối năm mới xong. Vậy lúc nào bây giờ nếu có nhà trước tiên mình cứ mỗi cái nắp như này, mỗi cái nhánh là nó không buồn. Trước tiên phải chặt cái nhánh phía dưới xong rồi công nhân làm thủ công, không thể máy móc mà làm được. Có cả. Em phải đi chụp cái mũ này em đi. Không, đến năm đầu tiên thì nó 2 tấn là nhiều rồi. Những nơi khác, những năm sau nó 10 là nó đỉnh điểm. Rồi bắt đầu này cũng dần giống như không. Hiện tại nó cao hơn ở Việt Nam. Của Dũng rồi hả? Chúc mời. Nói chung là nhà đầu tư cũng cần phải đi thực tế và người viết bài hay là người phân tích. Anh đầu tư chứng khoán á, cứ ở trong này luôn. Chúng ta sẽ vào tham quan cái của bên đảng. Xíu nữa là sẽ ăn cùng bò.
số siết vào tai chứ. Nó hay còn đó đó. Lớn chưa? Thank you.
trường hợp mà đi xuyên, còn xuyên chưa? Trong trường hợp mà trưởng đoàn là quay về đây em do lý ra là cái gì? Lý ra là người ta phải đúng báo chứ đúng không? Ví dụ có thể nói là gì? Vì lý do là tham quan xuyên suốt ấy. Hình như không có tham quan mía sao? Ý là phải qua tìa cái xe của ông phó tổng. Cầm xem có gì ăn không? Có bánh mì mà ăn thì ông chết với tôi. Ông ăn bánh mì không có bánh mì, không đủ sẵn. Cỏ ở chỗ thì mía. Mía thì nó vẫn phải cao hơn nhiều. Không, nhưng mà là 5.000 tấn. Nó như thế này. Đức Lộc 01. Cái gì kém nhỉ? Mở máy lên á. Nó nhiễu tần số á. Thank you.
đóng từng năm thì sẽ không có chuyện được hoàn lại. Tại vì đóng từng năm thì mỗi năm bao nhiêu như rất màu rồi.
khách. Đúng ra nếu mà mình cảm nhận thấy tốt thì mình dẫn tận chân dung ra cái đấy nó mất đi chuyện mà nó nói là này là cái này chạy vừa nó cũng như mình tắt hai là giờ bốn trăm năm mươi không 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 làm đây không cần là tôi mà không nghệ thì là mọi người không cần cái gì 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 Thank you.
cái chung quanh mấy cái gì không được nơi lạnh chứ không có đặc trưng phụ cái gì đó đó chỉ cho là không to thủ nhỏ đó, quay đó được không anh? Ngon nghe. Tia thẹt. Thực sự có hai mấy đứa nít bên ngoài nó học đây nữa ta. Tập huấn á.
là thử thách luôn. Hay như vậy, có thể đi với PH, có thể trở về trong vòng đây, có thể cái giống và cái cách nuôi luôn. Cái giống bò này thì rất cái này là cái mà cái đó là cái đầu cuối đầu cái đầu cái gì